lại giảng một chút xíu thôi. Câu A, bài 1 câu A cũng không có nhiều đâu các bạn. Tính giá trị của biểu thức A thì mình ghi thay x bằng 1/9 vào A thì A của mình là gì ạ? Căn x cộng 2 chia cho căn x, thì chỗ nào có x các bạn thay bằng 1/9 vào, thì A của mình sẽ bằng căn 1/9 cộng 2 chia căn 1/9. Thì ở đây các bạn bấm giúp lại đi, nếu bạn các bạn nào không có kỹ năng thì các bạn bấm căn 1/9 để ra bao nhiêu nha. Đó, căn 1/9 ra 1/3 đó, cộng 2 chia 1/3. Sau đó các bạn bấm y chang cái này giúp đỡ phần nè, 1/, các bạn bấm cẩn thận nha, có chừng nó bị sai, khuyên các bạn nên bấm ở trên trước, 1/3 dăn ra cộng 2 bằng, thì nó ra 7/3 chia 1/3, thì chia thành nhân nghịch đảo là 7/3 nhân 3/1 rút về ra được 7 nha. Và các bạn kiểm tra lại bằng máy tính giúp lợi, kiểm tra lại bằng máy tính nè, căn 1/9 dăn ra cộng 2 phần căn 1/9 bằng, thì nó ra 7 đúng không ạ? Thì đây là 7, vậy mình ghi đúng rồi đó. Ok chưa ạ? Ok câu 1 nha các bạn.